Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại rất vui được theo chân người làm vườn đi tới vườn cùng với lại người làm vườn. Đây là vườn Cam Vinh các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là Cam Vinh này. Bây giờ nó vào mùa khô các bạn ạ, cho nên là mọi người phải tưới để cho nó giữ ẩm cho cây, cho quả được tốt, được tươi, nó không bị héo. Hôm nay trời rất nắng này các bạn ơi. Nắng quá các bạn ạ, cho nên chói nắng. Các bạn xem video chỗ nào nó chói nắng quá thì thông cảm cho mình nhé. Đây, chào bạn làm vườn nhá. Chào chú, chào mọi người. Hôm nay nhà mình tưới hoa quả này thì mấy ngày tưới lại một lần? Khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Đây à. Mình tưới này giữ ẩm được cho cây, vừa được cho cây vừa được cho quả tươi đúng không? Đây là Cam Vinh đúng không? Quả đẹp đấy. Cái củ tưới của mình đây là nó là bao nhiêu kWh nhỉ? 1 cân rưỡi. Hoàn tiện mạnh đúng không? Cái này thoải mái rồi này. Cái này mà nó độ nó đi lên dốc mà được đổi dốc có được bao nhiêu là được bao nhiêu cái độ dài nó là bao nhiêu mét? Nó 70 mét hay sao? Độ cao được 70 mét. Tùy theo mình tới ống to hay ống nhỏ. Ống to thì nó sẽ không được lên cao mà ống nhỏ. Cây này đẹp đấy. Ê, chắc khoảng 60 cân. Rất là đẹp. Cam chín hết rồi các bạn ạ. Quả rất là đẹp các bạn ơi. Vỏ nước ra to đấy nhỉ. Cái này làm nhanh. Lúc này tăng.
với mưa rào. Ừ. Vòi nước là mạnh đấy. Cam quả chất đều các bạn nhé. Chỉ lắng này đấy. Nhìn làm vết bị cháy thôi. Lắng quá. Nó khô quá thì chắc khoảng chỉ 3-4 ngày thôi. Ừ. Đây thì giờ vẫn chưa khô, cỏ vẫn còn chưa tươi lắm. Cam vẫn căng này mà, chưa héo thế nào. Ừ, được cái quả cũng xanh. Năm nay có nhiều một số cây này, như cây này thưa quả này đúng không? Vâng. Không ngoái tài, phải quả. Ừ. Này cây thưa quả này sang năm này. Sang năm sai đây. Cái này sang năm mình có đôi tạ này đúng không? To cái này đấy. To này sang năm được đôi tạ. Đôi tạ trên tạ hơn đôi hai tạ đấy. To cái này mà. Nhìn đều phèo này nhá, chỗ này cũng phải mấy chục cân. Ừ. Phải 5-60 cân đấy. Cây nó to nó thưa cành nhưng mà nó lại cây nó to nó nhiều cành. 200 quả, 200 quả to này, 200 quả này, chắc chắn là được 50 cân. Ừ. Cái này trên 200 quả rồi. Năm nay đều quả chứ đúng không? Năm nay quả to. Ừ, quả to cái này to, đều đẹp này. Năm nay thôi ạ. Thưa quả lại to chứ. Rõ ràng thưa quả nó phải quả to hơn rồi. To đều luôn đấy. Rất là đều. Còn sống cái cam sành ghép này. Cam này... Đây, cam sành làm đây á? À? Vâng. Này. Sai quả thế, để này chết cành chứ còn. Nó không lớn được đâu. Quả ăn như thế nào? Nó tùy theo cây đẹp cây xấu.
cam nó chưa quả. Cái quẻ này sau khi mình xin tạm dừng video tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chào mọi người đi, cháu dai ơi. Chào mọi người.